Huyện Hòa Vang hiện có 31 trường hợp trở về từ các địa phương khác, kể cả từ vùng có dịch. Trong đó có 30 người thực hiện cách ly tại nhà, một người đang cách ly tập trung. Trong những ngày qua, lực lượng phòng chống COVID-19 ở các địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn các quy định cần thiết trong phòng chống dịch đối với những trường hợp cách ly tại nhà. Anh Nguyễn Ngọc Ánh ở thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, công tác tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong số 30 trường hợp nằm trong diện cách ly tại nhà theo công văn 3244 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng. Lý do là sau khi kết thúc đợt công tác tại Côn Đảo, do không có chuyến bay thẳng nên anh đã có một đêm nghỉ chân tại phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuống sân bay, thay vì về nhà, anh đến thẳng trạm y tế xã để khai báo y tế. Theo quy định của nhà nước ấy, thì đối với những người công nhân mà từ dịch về thì từ vùng dịch về thì mình phải trước tiên là mình phải đi khai báo y tế. Và sau đó mình thực hiện theo cái hướng dẫn của cán bộ y tế ở xã. Những ngày cách ly tại nhà, anh Ánh thường xuyên đón nhận sự thăm hỏi, tư vấn sức khỏe và động viên kịp thời của nhân viên trạm y tế xã và tổ COVID-19 cộng đồng địa phương. Phối hợp với anh cộng ảnh là đưa ra trạm y tế để mà anh lấy mẫu đăng ký y tế, sau là cũng lấy mẫu xét nghiệm. Qua đó là cũng vận động anh là không nên đi ra ngoài, chủ yếu là ở nhà, nói chung hạn chế là tiếp xúc với những người ngoài. Và kể cả người trong gia đình cũng là anh cũng phải hạn chế. Trạm y tế chúng tôi luôn luôn kết nối cái Zalo phòng chống dịch bệnh của xã và cái tổ Covid hoạt động ở dưới thôn. Hàng ngày là cho người dân của nơi khác, thông tin cho người dân của nơi khác mà về trên địa bàn của xã để cho tổ Covid và cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã làm biết được là trên địa bàn là trong ngày nó có bao nhiêu người từ vùng dịch về. Sự tự giác của cá nhân như anh Nguyễn Ngọc Ánh cùng với sự đề cao trách nhiệm của địa phương trong phòng chống COVID-19 đã nói lên được quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19 mà nhân dân và cán bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực thực hiện với một tâm thế cao nhất vì một thành phố an bình, đáng sống.